Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các chuyên gia, đối với doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam nói chung và ngành gỗ nói riêng, thì chuyển đổi số đang là hoạt động cấp bách được khuyến khích và ưu tiên hàng đầu. 75% doanh nghiệp cho biết trong khoảng từ 1 đến 5 năm tới, chuyển đổi số sẽ tác động trực tiếp, ảnh hưởng mạnh mẽ tới năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Theo một số khảo sát của ngành, trong thời gian giãn cách COVID-19, chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp gỗ giảm 10% chi phí, tăng trưởng từ 10 đến 20% doanh thu và tăng hơn 20% năng suất lao động. Chuyển đổi số được xem là phương tiện để doanh nghiệp ngành gỗ tiến đến sản xuất thông minh và phát triển bền vững, tối ưu chi phí, tăng hiệu suất lao động, xây dựng thương hiệu, tăng doanh thu, cũng như tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng bên cạnh việc nâng cao năng lực quản trị, đơn giản hóa quy trình quản lý. Tuy nhiên, không có một giải pháp chuyển đổi số nào tối ưu cho tất cả và mỗi doanh nghiệp phải dựa trên thực tế quy trình sản xuất, quản trị riêng của đơn vị để có lựa chọn phù hợp. Nhằm giúp các doanh nghiệp ngành gỗ đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường, thời gian qua, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ ngành này đã được các cơ quan chức năng triển khai sâu rộng. Các sự kiện như Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu, Hội chợ quốc tế đồ gỗ Vifa Expo, Hội thảo thúc đẩy thương hiệu gỗ Việt, Hội thảo chuyển đổi số ngành gỗ, sản xuất thông minh và phát triển bền vững, vân vân, đã hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp ngành gỗ không chỉ kết nối giao thương mở rộng thị trường mà còn từng bước tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số một cách hiệu quả. Đối với các cái hoạt động kinh tế trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là ngành gỗ cần có cái sự chuyển đổi mạnh mẽ trong cái chuyển đổi số, bởi vì việc tận dụng các cái không gian để triển lãm, để gặp gỡ khách hàng trên không gian mạng là một trong những cái công nghệ phát triển mà ngành gỗ có thể đã tận dụng rất là tốt trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát. Hiện nay các cái doanh nghiệp ngành gỗ từ cái khâu thiết kế, sản xuất, quản lý đến thương mại đều ứng dụng công nghệ thông tin để hoạt động, và cái hoạt động, cái tiến trình chuyển đổi số trong ngành, mặc dù chúng ta thấy rất là nhiều máy móc thủ công hay là có sự tham gia của bàn tay khéo léo của con người, nhưng trong quản trị và bán hàng thì rất cần cái sự chuyển đổi số. Chuyển đổi số là chẳng hạn như là hiện tại là bán hàng, website và các nền tảng số trưng bày showroom trên web online, và đặc biệt là chúng tôi sử dụng triệt để là các cái cuộc họp qua Zoom, qua Team, cuộc họp online, thậm chí khách hàng hiện tại đang review mẫu hay là kiểm hàng đều thông qua các cái cuộc họp online. Tuy nhiên, khi đề cập tới mức độ chuyển đổi số của ngành gỗ Việt Nam cũng phải thừa nhận là vẫn đang ở mức thấp. Hiện 20% doanh nghiệp trong ngành vẫn chưa thực hiện chuyển đổi số bất cứ hạng mục nào. Hơn 56% doanh nghiệp mới chuyển đổi được một phần và chỉ 4,2% doanh nghiệp đã chuyển đổi số toàn bộ quy trình hoạt động. Nhiều doanh nghiệp đã có sẵn thị trường trong thời gian ngắn hạn, chưa mong muốn thực hiện chuyển đổi số. Chiến lược kinh doanh chưa đặt chuyển đổi số là ưu tiên và có quá nhiều phần mềm, không tích hợp được với nhau. Hạng mục được đặc biệt quan tâm trong chuyển đổi số là quản lý sản xuất và quản lý nhân sự. Đây là hai yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hiệu quả hoạt động và vận hành, vẫn chưa được nhiều doanh nghiệp quan tâm đúng mực. Nếu mà so sánh giữa ngành gỗ với các ngành khác thì có vẻ như là chưa có nhiều hay là chưa có một cái sự đồng đều trong cái việc chuyển đổi số của các cái doanh nghiệp ngành gỗ. Và cũng nếu mà so sánh giữa cái mức độ mà trưởng thành về số thì giữa các doanh nghiệp ngành gỗ của Việt Nam với các nước khác thì nó vẫn còn những cái khoảng cách nhất định. Cho nên tôi nghĩ là cái hành trình chuyển đổi số cần phải nỗ lực nhiều, và không phải chỉ trong cái phạm vi của từng doanh nghiệp mà trong phạm vi của cả ngành. Khi mình chuyển đổi số thì mình sẽ gặp vất vả, khó khăn trong cái vấn đề mình chuyển đổi, có thể là nó không thích hợp với cái quy trình của công ty hiện tại và mình cần phải là cải tiến nó hàng ngày để nó phù hợp hơn, để mọi người có thể là làm cái công việc đó nó dễ dàng hơn và mang cái tính chất là rõ ràng, minh bạch, ai cũng có thể là xem được số liệu của mình. Ví dụ như ngày hôm đó tôi làm được bao nhiêu tiền, năng suất của công nhân tôi làm được bao nhiêu sản phẩm thì nó đều thể hiện trên những cái con số và những cái bảng điện tử tụi em chạy ra. Thì tụi em đang áp dụng là sử dụng phần mềm là SAP, và bên sản xuất tụi em thì đang sử dụng là phần mềm Max cho hàng sản xuất. Thì tất cả các công việc như là hàng ngày tụi em làm được bao nhiêu sản phẩm thì nó sẽ hiện lên cho công nhân biết là ngày hôm đó tôi được làm bao nhiêu, và có thể nhân lên là tiền của tôi ngày hôm đó tôi kiếm được bao nhiêu. Để hỗ trợ ngành gỗ phát huy thế mạnh, tiềm năng và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng,
Bộ Công Thương đã và đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp ưu tiên triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển đổi số cho doanh nghiệp ngành gỗ, như tổ chức các hội chợ triển lãm chuyên ngành tại Việt Nam, hướng đến quy mô và tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao vị thế ngành chế biến gỗ Việt Nam, lựa chọn và tổ chức gian hàng quốc gia Việt Nam tại các hội chợ triển lãm, sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế chuyên ngành đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và lâm sản có uy tín tại các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng để các doanh nghiệp ngành gỗ tham gia. Cái giai đoạn sắp tới trong cái chuyển đổi số, chúng tôi có những cái chương trình cho vay kích cầu đầu tư cho các cái doanh nghiệp ngành gỗ, đầu tư về đổi mới công nghệ, nhà xưởng và thiết bị sản xuất. Chúng tôi tổ chức để các doanh nghiệp ngành gỗ gặp gỡ với cái chuỗi cung ứng nguyên liệu của ngành gỗ ở các cái khu vực khác của thành phố Hồ Chí Minh, của các tỉnh, để doanh nghiệp ngành gỗ có thể có một cái vùng nguyên liệu ổn định trong nước, cũng như là các cái hoạt động hỗ trợ về logistics và xuất nhập khẩu. Tuy nhiên về nội tại, điều quan trọng nhất vẫn phải là nhận thức của Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp ngành gỗ trong việc xây dựng quy trình sản xuất, vận hành, lưu thông dựa trên nền tảng số, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, thiết kế, phát triển sản phẩm, cũng như kỹ năng nghiên cứu, nắm bắt thị hiếu tiêu dùng và yêu cầu tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu, v.v. để từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của ngành hàng này.